Xin được chuyển sang một bản tin khác kính thưa quý vị là chú hải cẩu mới sinh gây thích thú cho nhiều du khách. Một bản tin đến từ Kamogawa City. Mới đây thì tại khu thủy cung ở phía đông của Tokyo, một chú hải cẩu mới sinh đã trở thành tâm điểm chú ý của các du khách vì vẻ ngoài đáng yêu của chú này. Chú hải cẩu sinh ngày 21 tháng 2 chỉ dài 55cm và nặng chưa đến 4kg, nhỏ hơn một con hải cẩu con khác được sinh ra vào 2 năm trước. Đây là chú hải cẩu đeo vòng thứ hai được nuôi tại Kamogawa Sea World và hiện đang ở tại một khu rừng đặc biệt cùng với hải cẩu mẹ. Yuka Masuka, một giáo viên 38 tuổi nói rằng chú hải cẩu con đáng yêu và cô rất thích ngắm nhìn chú hải cẩu cùng với mẹ của mình. Hải cẩu đeo vòng là loài hải cẩu phổ biến nhất được tìm thấy ở Bắc Cực. Chúng có đến 10 phân loài. Những hải cẩu ở Kamogawa từ biển Ostotos ở phía bắc của Nhật Bản là loại nhỏ nhất. Chú hải cẩu con này khiến các vị khách nhỏ cảm thấy vô cùng thích thú. Cậu bé Yuta Chiyashashi, 5 tuổi, cho biết Cách mà chú lăn tròn quả thực rất đáng yêu, sau từ khoảng 6 đến 8 tuần thì hải cẩu con sẽ tách khỏi mẹ, khi trưởng thành hoàn toàn, chúng nặng khoảng 50 đến 70 kg, có thể dài đến 1,5m và có thể sống đến 40 tuổi.